Quý vị, trong bối cảnh lượng khách đến Đà Nẵng chưa thể khôi phục như kỳ vọng do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cơ sở lưu trú tại địa phương đã linh động trong các phương án tổ chức hoạt động nhằm khai thác triệt để nguồn lực bù đắp chi phí vận hành. Tại khách sạn 4 sao này, bên cạnh việc mở cửa phục vụ lưu trú, đơn vị cũng mở cửa các dịch vụ nhà hàng, cà phê, hồ bơi để phục vụ người dân địa phương check in trải nghiệm. Đây cũng là cách làm được nhiều cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng triển khai khi nguồn khách lưu trú vẫn còn hạn chế do tác động của Covid-19. Dù là giảm thiểu chi phí nhân sự, tuy nhiên chúng tôi tập trung vào xây dựng các công cụ số, xây dựng mạng xã hội và kết nối khách hàng thông qua các mạng xã hội. Bên cạnh đó, nắm bắt xu hướng tổ chức hội nghị hội thảo. Vào dịp cuối năm, các khách sạn cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi nhằm tạo nguồn thu, trong đó, các cơ sở lưu trú đã phối hợp chặt chẽ với đơn vị tổ chức sự kiện trong việc xét nghiệm, đảm bảo có yêu cầu về phòng chống dịch trong suốt quá trình tổ chức các hội nghị hội thảo tại khách sạn. Bước vào trong cho cái các cao điểm về cái lễ hội, đặc biệt là cái chúc mừng năm mới, thì hầu hết các cái, resort của chúng ta đã xúc tiến cho cái việc chuẩn bị đón cho hệ thống khách mai. Chúng tôi được biết rằng hiện nay một số các cái thương hiệu lớn tại Đà Nẵng trong cái resort năm sao thì đã có sự chuẩn bị cơ sở đầy đủ các cơ sở vật chất cho cái thị trường mai của chúng ta trong thời gian giai đoạn cuối năm và chuẩn bị sang năm mới. Theo thống kê, hiện chỉ có khoảng 20% cơ sở lưu trú tại Đà Nẵng hoạt động trở lại và phần lớn hiện vẫn đang gặp khó khăn về nguồn khách. Việc linh động các hình thức phục vụ, tận dụng ưu thế về cơ sở vật chất để thu hút nguồn khách tại chỗ đang được nhiều khách sạn khai thác tối đa nhằm bù đắp một phần chi phí vận hành trong khi chờ đợi những tín hiệu khả quan vào đầu năm sau